Chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình nha. Thì như anh em đã biết này, cái con game này em cày chay cũng hoàn toàn sở hữu được những con tướng từ trước 17 em nha. Đây là con tướng Vegeta đỏ mình sưu tầm được, và cái phí mà mình phải trả ra cái chỗ kim cương của mình phải tốn để lấy con này về nó rẻ lắm anh em ạ, tầm 9.000 kim cương thôi. Chơi cái sự kiện này này anh em, chơi cái sự kiện này quay được những cái cái này là gọi là những cái huy hiệu vàng nhá, huy hiệu vàng của vũ trụ 7, thì anh em sẽ đổi được những con tướng từ trước 17 ở đây. Đây danh sách ở đây rất nhiều tướng anh em phải chọn lựa, như mình là mình lấy con tướng hệ kỹ năng Vegeta đỏ, tại vì mình đam mê chơi Vegeta đỏ mà. Đây danh sách tướng nó nhiều lắm, cái đấy mua ở đâu thì anh em sẽ phải vào đây mua này. Nó sẽ ở cái phần item discount này anh em này, 100 kim cương nhá. Anh em mua ở đây tầm 100 cái hay là mấy chục cái ấy, em quay ra được 65 cái huy hiệu vàng đấy thì em sẽ đổ ra được tướng, sau đó chúng ta nâng cấp lên tướng lên để đi quét ải thôi. Rất là ngon nghẻ luôn. Có ông viết một này, transfer chiến lực 63.000, chưa có team 17 giống như tôi à. Lần nọ mình vào một cái ngui của ông Việt Nam ấy, tự dưng ông ấy kích mình ra mép được kiểu gì luôn, thế là mình bực quá mình ra mình tạo luôn ngui mới của mình. Chắc là Gato với sức mạnh của mình hay sao ấy, mà là kích xứ mình này. Mặc dù chiến lược của mình cũng không phải là quá tệ so với mặt bằng chung đâu nha, chơi 2 ngày cũng lên được, nếu mà anh em chịu khó thì 2 ngày cũng có thể lên được tầm 100.000 chiến lược ấy. Đợi 5 giờ nó reset cho mình là chuyến tiếp. Đấy, hiện tại thì mình mới có 86.000 chiến lực thôi, có Vegeta đỏ này. Con Vegeta đỏ này thì cũng tương đối mạnh, bộ kỹ năng của nó khá mạnh. Mình cộng cho nó mất skill đã, đây. Bộ kỹ năng chúng ta cùng xem nha, đây này. Tăng cho bản thân công đét này, tỷ lệ crit này. Đấy, có 35% cơ hội đánh choáng mục tiêu. Con này thì nó gây trưởng cho hàng dọc anh em ạ, kỹ năng bị động cũng tăng, kỹ năng hạt nhân này tự tăng chính nó thôi, còn kỹ năng bị động này thì tăng HP với tăng tấn công. Còn kỹ năng ultimate đây, flame impact đây, gây sát thương theo cái hàng dọc ấy, tự tăng tỷ lệ crit lên 50%, cái khả năng crit lên 30% trong 2 lượt. Đấy, xong lại còn tăng tỷ lệ sát thương của tất cả đồng đội mình lên 15%, tấn công cũng lên 15%, có thể cộng dồn. Kinh không nghe. Còn khi kích hoạt được cái vũ khí, thức tỉnh vũ khí nha, thì còn có cả hồn máu 25% HP nữa cơ mà. Quá tởm luôn, con này ghê đấy anh em ạ. Mình đọc cái skin này nó có phải bá đấy, nên là mình quyết định lấy nó về chơi hơi mạnh luôn. Thì là mình sẽ cho anh em xem qua một cái gameplay của nó nhé. Đi đấm nhau với bạn đi, xem ông nào chiến lược nó tầm tầm vừa vừa mình nhé. Wow, ông này 342.000 rồi, kinh thật. Dân chơi nạp thẻ nó khác. Đây, anh với ông 77.000 này anh em này.
Vegeta đồ hóa cực kỳ mạnh luôn. Chẳng lẽ mình lại cho một mình nó vào để đấm nhau, nhưng mà thôi, để cho nó kết hợp với team thì cho nó căng kèo. Ô, đội bạn cũng lấy một cái con Vegeta Blue về anh em kìa. Nhưng mà so với Vegeta đỏ thì sức mạnh sao bằng được. Làm gọi, chúng tôi làm gọi. Con làm gọi được không? Làm gọi được không? Ai à? Chưa kích được ulti rồi. Đội bạn lại làm gọi mình đi chứ. Chú, thì Vegeta các bạn trông ngầu hết nhờ. Mình ulti đấy, mình ulti biết đấy. Một mình anh có thể khánh kèo được không? Khánh kèo này. Rồi, cứ đánh đi. Cứ đánh tôi đi. Mình dồn hết tài nguyên chỉ cho con này thôi mà. Đây này, ulti của tôi đây này. Ulti. Ô, không chết anh em ạ. Không chết được ai luôn. Vegeta vừa đủ nó ghê quá. Hình như trong cái danh sách này anh em phải lấy được cả Vegeta Blue ấy. Đây này. Đây là con Vegeta Blue này anh em này. Đấy. Con này nó gây sát thương đến một mục tiêu đơn rất là kê luôn. Hồi nộ nhiều, hồi nộ nhanh. Sau khi được lên tỏi. Bây giờ mà muốn đâu nhỉ? Cái này mình chưa có. Tăng cái thuộc tính thì như phải lên cấp nữa hay sao ấy. Cái thuộc tính như này này. Cái thuộc tính mà nó sẽ chỉ ở đây này anh em này. Đây này, cái này người ta gọi là cái gì? Linh hồn. Đây. Đấy, sẽ được tăng 50 nộ mỗi một đòn tấn công này. Cái này gọi là linh hồn anh em này. Vegeta Blue, Vegeta đỏ. Rất là đẹp trai. Không biết là nó có mạnh hay không nhưng mà mình thích là mình lấy mà. Blue hình như không biết Blue có mạnh hơn hay không thì cái đấy anh em phải test thử cơ. Anh em chưa thử một thời gian. Mình lại không thích kiểu màu sát thương đơn anh em ạ. Những cái con tướng mà vào trận phát nó full thanh nộ nó bắn thì là những con tướng đấy cũng mạnh đấy. Nhưng mà về late game như nào thì anh em phải xem xét. Rồi. Chúng ta đi đánh nhau với bạn khác nha. Không bao giờ đánh lại với ông 68.000 này đi xem nào. Team 16 mà đứng trước, đứng hàng trên mà cũng bị đội bạn đấm cho tí là cũng chết này. Như vậy. Kiểu gì về late thì anh em cũng phải chơi các team full team tướng tư chất 17. Chơi tướng tư chất 16 yếu nên chỉ chơi tạm thôi. Team hiện nay thì mình chơi tạm được có mỗi con Vegeta rồi, về sau thay hết.
cần kết hợp thêm những con support để hồi nộ nhanh cho team thì mới khỏe được. Chứ đánh chay này mà để lên nộ đấm nhau ấy thì đến một quýt luôn. Chăng chơi chay mà cũng được tướng tư chất 17 với cái số kinh cơ anh em bỏ ra nó gọi là quá ít luôn đấy, mà sở hữu được dàn tướng xịn sò mạnh mẽ. Đây này, chưa có hai hôm là một con tướng Vegeta đỏ này cũng được, cũng mạnh, cũng ngầu, nhưng mà nãy mình đánh nhau với Vegeta Blue kia thì có vẻ thấy solo Vegeta Blue nó lợi hơn, nó được hồi lần nộ nhiều, nhiều cái hiệu ứng hồi nộ này, giảm sát thương này, mà kháng kháng giảm sát thương của kẻ địch, tăng đam của mình lên, sát thương đơn của mục tiêu khủng. Ok, ngoài ra nó có cái kỹ năng hạt nhân là gì, xoay luôn anh em, em có thể vào đây anh em xoay này, skill còn đây có đúng skill nhỉ, Vegeta Blue mà khi không phải là skill rồi anh em ạ, mà khi là attack rồi. Cũng không phải attack luôn, hay là death. Lại là tướng death à? Tướng phòng ngự chứ anh em. Giảm sát thương 8%, giảm tỷ lệ chí mạng, tăng khả năng đỡ 35%. Ồ, hiệp đầu tiên chắc chắn tung được cái kỹ năng nhỏ. Con này tăng cũng cứng phết. Khi có bốn cái thuộc bốn cái thể loại tướng hay là bốn cái show, người ta gọi là live show thể loại hay là linh hồn, bốn cái loại tướng khác nhau thì nó tăng chỉ số của mình lên khá nhiều luôn. Cái show chính là cái loại spirit này anh em này, nó đánh giá con tướng này thuộc loại tướng gì ấy, hệ
nó cứ có thể loại với hệ mình cứ loạn hết cả lên, ví dụ như là loại tướng tấn công, loại tướng phòng ngự, hệ hệ này là hệ, gió, hệ lửa, hệ đi. Loại tướng tấn công hệ lửa, hệ gió, hệ hệ nước. Đấy. Kiểu vậy. Sau khi mình lấy con này xong thì mình nghĩ trong tương lai là mình sẽ tích kim cương và mình đợi sự kiện này nó tiếp tục quay trở lại trong nhiều ngày nữa thì chúng ta mới kiếm được một con tướng khác xịn sò hơn, một con tướng tư chất 17 nữa, chứ tình hình như này là không thể kiếm được thêm nữa rồi. Đấy, lúc in 7 ngày chờ đợi những cái con tướng khác thôi. Để kiếm một con support, để kiếm được một con support để hồi nộ nhanh cho team là ổn. Team này sẽ giữ lại được con Frieza, con Goku SS này. À, con Zamasu này thì có lẽ sẽ thay thôi. Zamasu này thì con Zamasu này thì chỉ có giảm đam thôi. Nó tăng cho nó hồi máu với các kiểu, nhưng mà nó là con tướng tư chất 16 thì mình nghĩ sẽ cần phải thay thế. Con này chắc cũng thay được, Goku này cũng vứt đi. Hai con này, con này tăng sát thương giữ lại, đi rớt giữ lại. Frieza này có thể trong tương lai sẽ vứt đi đấy, có thể sẽ giữ lại bi rớt với cả Goku cấp 4 này thôi. Bi rớt với Goku cấp 4 này còn lại thay hết. Hai con này chơi được đây, hai con này chơi được. Con này thì mình sẽ có thể là đam phụ hoặc đam chính trong tương lai. Đam chính trong tương lai mình nghĩ sẽ cần một con tướng có sát thương toàn bộ kẻ địch, kèm theo cái những cái thức tỉnh vũ khí, những cái thức tỉnh vũ khí, thức tỉnh thần khí thì nó mới mạnh được nha. Những cái con game này nó cần thức tỉnh những cái đấy nó mới mạnh. Một phát vào nộ luôn, một phát vào nộ luôn, bên nào tốc độ cao, bên nào có thần khí ngon này mới đánh thắng luôn. Về late game nó sẽ là như vậy. Còn giai đoạn đầu game thì cứ phải thu thu anh em ạ. Mấy cái quà này cho mấy cái con tướng Vegito 13 hôm. Lúc in một tuần nữa là có Vegito 17 để chơi đây. Vegito Blue and Hoi. Nên đó thôi, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Bye bye.